Ja, dann hat er Pummel. Nó lớn. Mẹ già mới đi tìm giá lăng. Con này mất thôi. Cái cỡ của nó đi lên mẹ này mấy cái nói mà vặt cho nó vào đấy bỏ bé tận cái hết cái cành của nó đi cơ mà nên mỗi cái lá thì để đánh thì hai cái cỡ mình nó cuối ra nó còn chết ở gốc luôn ấy. Thank you.
Mẹ nó ăn thì chưa ngủ.
Úi dừa này đẹp thật đấy. Ui đi bán luôn á. Anh à. Anh à. Đi đi ơi. Hạt của mình bé bé rồi này. Bé nhỏ này to này. À. Chỗ có nhiều quả nhất lại là chỗ nguy hiểm nhất. Chú chờ hết rồi nha. Chót. Chị tăng kia có nhiều ấy rồi nha. Nó nhát thối nè. Chú chắc ăn nhất vậy là chú nguy hiểm nhất con kiến này nè. Ê ê. Cầm túi cho mẹ. Để mẹ đây. Người ấn nha, chả nó chín, người ấn nó mỏng. Hết được rồi. Ui, đấy, người đã biết rồi. Hơn cân rồi. Hơn cân. Mình kia đi bán đây. Con không được bới nhiều, bới nó bỡ là hết rồi này. Con nhé, con này lá luôn. Cây mà. Cầm hai bên túi như thế này thôi, để nó đỡ rơi ra mà. Em mà không được đè vào quá. Cái túi lên thì nó phải rơi ra thì đủ một cây rồi, chở hai cây mở ra, mở cái miệng của nó ra đi. Ta làm cái gì đánh. Nó lấy nước quả này nó mặn thế này. Mặn thế này. Mặn nó bấy chứ.
Thank you.
Cắm đấy chị ạ. Con cá chấm to này là em bán 10.000 một con. Chỗ này còn mấy chục con? Chỗ này em còn 40 con thôi chị ạ. Lấy ra xem đi. Cá to đẹp lắm chị ạ. Con này nữa. Con nào? Con to. Cá to đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp đi không? Nuôi nhờ, lấy đi thả nhờ. Khi nào nó lớn thì mới bắt mới tôi mới ăn nhờ. Chỗ này em còn 40 con em bán 400.000 chị ạ. 10.000 một con. Đấy chị đang hút cho bác. Vâng. Cùi đi đúng không? Mẹ nhà mới đi tìm giá lăng có rất là nhiệt tình nhỉ. Mới đi tìm măng có rất là đi nhà ăn rồi. Đi chơi nha. Nuôi cho nó to lên nuôi được nướng. Con này này, con này mới to này. Con này to á. Cái nấy mẹ. Đi cho nào đi kiếm ăn nha. Cá đang bơi á. Bơi này kiếm ăn. Thank you.